động tưới cây. Để làm được hoạt động này, cô Thi đã chuẩn bị một bình tưới cây, một que kem, một khăn lau bàn và một chậu cây. Bây giờ chúng mình cùng quan sát cô Thi tưới cây nhé. Đầu tiên cô Thi sẽ cầm bình xịt, chúng mình cùng nhìn cách cô Thi cầm bình xịt nhé. Cô sử dụng hai ngón tay đặt trên cần bình xịt và ấn. Bây giờ cô Thi sẽ tưới tán lá cây trước. Sau khi tưới tán lá cây xong, cô Thi sẽ tưới phần đất. Chúng mình nhớ tưới đất ẩm để cung cấp chất dinh dưỡng cho cây nhé. Tiếp theo, cô Thi sẽ dùng que kem cắm vào chậu cây. Chúng mình có biết cô Thi dùng que kem cắm vào chậu cây để làm gì không? À, để cô Thi đánh dấu những cây đã được tưới rồi, để mọi người biết và mọi người sẽ không tưới cây đấy nữa, vì cây tưới nhiều lần trong một ngày sẽ bị ngập úng và chết đấy. Sau khi làm xong thì cô sẽ dùng khăn lau bàn, lau xung quanh phần chậu cây. Vậy là cô Thi đã tưới xong rồi đấy. Ở nhà đối với những cây to thì chúng mình có thể cầm bình tưới cây ra cưới tưới những cái cây ở tại đó nhé. Ở nhà chúng mình nhớ giúp đỡ bố mẹ ông bà tưới cây nhé. Tạm biệt các con.